Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mỡ Hành Vlog. Hôm nay mình định đi mua gà. Đây là một cái quán gà đã gắn liền với cả thời sinh viên của mình. Ngày xưa thời sinh viên đi học á, chẳng được bao nhiêu tiền hết, mà trừ chi phí sinh hoạt các thứ đi, toàn gom góp tiền để đi mua gà ăn. Ra quán gà rồi ngồi ăn uống bia rồi nói chuyện để giải tỏa stress á. Quán gà đó thì cho đến bây giờ á, thì giá cả nó cũng vẫn rẻ hơn so với quán gà khác. Đối với mình thì nó chứa rất là nhiều kỷ niệm, nên đến bây giờ mình vẫn đến đó để mua gà ăn. Thì hôm nay hy vọng rằng cô chú ấy sẽ mở cửa, mình sẽ giới thiệu cho mọi người quán gà đó nha. Quán gà đó là quán gà ruột của rất là nhiều anh chị em SKKU một thời á. Đây là xiên mạch chu. Ở Hàn á có ba thứ nhiều nhất, đó là nhà thờ, gà bia với cả norebang, quán hát karaoke á. Là mình không đi nhà thờ nên là mình thường xuyên đi ăn gà, uống bia và đi norebang để bù lại. Bù cái sự quê lúa, người ta phổ biến cái gì mình phải mình tham gia đi anh. Chờ xíu. Đây, ở trên đây cái chỗ này. Đây, quán bingsu. Soy bing nhưng mà gọi là bingsu. Pub bingsu. Quán bingsu này là ngày xưa là chỗ hẹn hò của mình với lại một bạn gái rất xinh đẹp. Bây giờ thì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây nên cũng lâu lắm rồi không đến đây ăn. Thì ngoài thấy bình thường ấy. Nhanh lên nào.